Vâng, bác nói ở Việt Nam nắng nóng, thành ra cái vấn đề mà ở ngoài ra, ngoài tất cả các đảo Trường Sa tôi đi đó, sau này đó, hầu hết đều dùng bằng điện, điện 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 mặt trời, mặt trời hết. điện Dạ dùng ánh vâng. sáng mặt Đó. trời. Mà nhân tiện đây thì chúng tôi cũng xin đề nghị tất cả các doanh nghiệp hoặc là các bạn nào có quan tâm tới ở ngoài biển đó, ngoài các biển đảo đó, thì bây giờ cần, theo tôi biết là những cái hệ thống mà cái lấy điện mặt trời đó họ cần phải thay, là tại vì lý do là hồi xưa lúc mình dựng á, dựng bằng sắt hoặc là những cái ống nhôm thì ngoài biển á, thì nó bị gió biển, thì gió biển nó lại có chất muối rất nhiều, nó làm cho những cái ống nó bị rỉ sắt mà này kia. Thì một cái công nghệ thông tin, cái công nghệ mới đó, bây giờ họ làm những cái chất, cái vật liệu nó bằng plastic, bằng nhựa, mà nhựa cứng rất là tốt và bền. Thì đó, nếu mà các bạn nào muốn giúp đỡ đó thì nên giúp đỡ bằng những cái lấy cái nhiệt lượng mặt trời, hoặc là làm những cái pano thật là bự, cho những cái pano đó để ngay dưới mặt biển, chứ không cần phải như là dựng cao lên này kia này, để nó nằm ngay dưới mặt biển, nó hấp thụ ngay nước biển. Vâng. Thì Từ cái kinh nghiệm ở bên này thì mình thấy rằng thì là bắt đầu nhan nhản các cái dựng đó, đấy, điện ngay sạch đó, đấy trên mái từng nhà một, việc đấy gì là đâu có cần phải là biến thành ra một cái dạ năng lượng mà lớn lao và phát cho mọi nơi đâu. Mỗi nhà khỏi cần phải có cột kia cái chính trên nóc nhà mình thôi. vâng. À, thì Rồi sức gió trước đây thì là có sức đấy, gió, là điện mình đi gió ngày xưa, điện gió, bây vâng giờ điện năng lượng mặt trời vâng mình đi lên San Jose mình nhìn thấy nó đấy, bao đấy nhiêu là sức đấy. gió. Có một độc giả hỏi về cái vấn đề này, chúng tôi cũng đang sẽ nói thôi, đó là cái vụ mà họp báo ngày hôm 14 tháng 4 vừa rồi, bác có theo dõi Tôi không? có Đấy. nghe tường thuật qua radio thôi. Nghe tường thuật radio, bác phải coi phố Buôn Ra TV, quay rất là đầy đủ. Dạ. Tôi thì tôi sinh hoạt cộng đồng rất nhiều đấy, nhưng mà chưa bao giờ mà nhìn thấy một cái chống đánh xuôi kèn thổi ngược, những người đồng chí với nhau bây giờ nó thành ra là đồng viện. Cho tôi nói là đồng viện là đồng cái bệnh viện bệnh Vâng. viện tâm tâm thần đồng viện đây, không phải là cùng cùng với lại là viện đây, là quốc hội đấy, đồng hội, người ta nói được cái đồng viện, đồng viện đây là đồng cái bệnh viện tâm thần. Thưa bác, là cái ngày hôm 14 tháng 4 vừa rồi đó, là một ông làm an ninh, ông Phạm Hoàn, là nhóm ông này nằm trong cái nhóm Ngô Kỷ ngày xưa, bây giờ là cái nhóm đã tan rồi, đi theo nhóm Phan Trình Nhơn làm an ninh, đòi đuổi ông Nam Hà. Ông Nam Hà là cái người mà chúng tôi đã từng nói trong cái mấy cái video này hồi xưa đó, này ông Võ Đông Cung đã có thâu ông Nam Hà đánh ông Kiều Nguyên Tá đó. Thì ông Nam Hà đuổi ông ra, ông Nam Hà ông bảo tôi không ra, mày là trước mặt đấy. Thì bây giờ kẹt cho ông Phan Trí Nhơn, ông đuổi ra cũng không được, tại vì Nam Hà là người của mặt trận, Nam Hà là người ở đã từng đi chung với lại thế rồi bà Trần Thanh Hiền rồi này kia, nghĩa là loạn trình ầu lên bác. Nhưng mà tôi đề nghị các bạn này, các bạn đi vào trong đó các bạn coi, chúng tôi đã đưa lên rồi và phố Môn Do TV đã đăng rồi, việc con bạn thấy hay hơn là chúng tôi ấy. Nhưng mà chúng tôi có muốn là như thế này, muốn phân tích cái chuyện nó như thế này. Ông Phát Bồi là một cái người, mục đích của họ là tấn công ông Phát Bồi. Thứ hai, hôm đó là họ, mục đích của họ là họ muốn dẹp ông Phát Bồi này đi, không lại cho làm chủ tịch cộng đồng nữa. Đấy. Thì ông Phát Bồi này đó, ông bây giờ ông là một cái mục tiêu mà ông Ngô Kỷ cũng đánh, rồi ban đại diện cộng đồng cũng đánh, rồi tập thể chiến sĩ cũng đánh, rồi bên phe của cái mà gọi là ông phe của Bảo Minh Nguyệt á, tất cả ông chủ tịch cộng đồng ở bên kia đó, là người đã từng tuyên bố rằng sẽ bắt tay với ông
bùi phát để làm một cộng đồng duy nhất. Rốt cục cho tới bữa nay là 2 năm rồi cũng chưa thấy một cộng đồng nữa. Mà ông Nguyễn Văn Hùng, gia đình Mũ Đỏ còn trên cái micro ngay tượng đài chiến sĩ, nếu mà không họp thành một cộng đồng thì lần sau đừng có lên đây phát biểu nữa. Ông Nguyễn Văn Hùng còn ra lệnh như vậy nữa cơ. Đấy. Thì bây giờ thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề này nó ngày cái buổi họp này đó, ông Nguyễn Văn Ức đứng dậy nói rằng cái phiên họp lần trước là chỉ để tổ chức ngày 30 tháng 4 chứ không phải là tổ chức cái ban tổ chức bầu cử cộng đồng. Ông Phan Kiền Dơn trả lời ông Nguyễn Văn Ức là ngày hôm 11 tháng 4 vừa rồi. Chính ông Bùi Thế Phát ra một thông cáo tháng 4 này chỉ được tổ chức, vấn đề tổ chức ngày 30 tháng 4 chứ không có bàn về vấn đề tổ chức là bầu cử cộng đồng như cái gì hết. Đấy. Thật sự rằng ông Phan Kiền Nhân cũng sai và ông Nguyễn Văn Ức cũng sai. Ông Nguyễn Văn Ức nói đúng cái tinh thần ngày hôm đó, nhưng mà khi ông Phan Kỳ Nhân nói, đáng nghĩa ông Nguyễn Văn Ức phải phản biện lại. Ông Phan Kỳ Nhân căn cứ vào cái lá thư của ông Bùi Thế Phát mới nói rằng cái buổi họp ngày hôm nay chúng tôi triệu tập ra là bởi vì ông Bùi Thế Phát ông đòi giải tán cái ban tổ chức bầu cử. Thế nhưng mà đó, ông Ức đã nói rồi, cái hôm họp lần trước là các ông là tổ chức cái ban tổ chức ngày tưởng niệm 30 tháng 4 chứ đâu phải là ban bầu cử cộng đồng. Thì vậy thì cái ban bầu cử cộng đồng thành lập ra hồi nào mà để cho ông Bùi Thế Phát ông lại có cớ ông bảo rằng ngưng, không được bầu cử. Đó là cái nguyên nhân chính mà dẫn tới cái sự xô xát. Chúng tôi nói xô xát là xô xát bằng ngôn ngữ thôi. Thế thật sự là ngày hôm đó thì tôi thấy là ông Nam Hà cũng rất là cứng. Tôi rất thích cái thái độ, tại vì ông Nam Hà từ chơi tôi sinh hoạt tôi biết. Ông mặc dù ông là người Đảng Việt Tân, nhưng mà ông có những cái rất là hay, là cái gì đúng ông nói đúng, cái gì sai ông nói sai. Chứ không phải là tôi là người Việt Tân, tôi năng nặc, tôi bênh Việt Tân hay là tôi này này kia. Thì ngày hôm đó là ông Nam Hà phản đối ông Phan Kỳ Nhơn và phản đối cái buổi họp ngày 11 tháng 4. Nhưng mà cái người mà bị oánh nặng nhất không phải là ông Bùi Thế Phát, mà là ông Du Miên chứ bác. Ông Du Miên nó bị đòn oan mà bị ông Ngô Kỷ tố cáo rằng Du Miên đã biển thủ 25.000 đô la trong cái vụ tượng đài Trần Hưng Đạo. Thành ra từ cái vụ mà ban tổ chức bầu cử muốn truất phế ông Bùi Thế Phát là cộng sản, là Việt Gian, là ngồi chung với lại ông đại sứ Phạm Quang Vinh, thì bây giờ nó lại lòi ra cái vụ ông Du Miên. Ngô Kỷ nói thẳng ra luôn, Ngô Kỷ không có trong phiên họp, nhưng Ngô Kỷ trả lời một cái chương trình kênh truyền hình gọi là Nửa Vòng Trái Đất. Cái chương trình Nửa Vòng Trái Đất này đó bị ông Phó Trịnh Chương nói rằng nhưng chương trình Nửa Vòng Trái Đất là chương trình của Việt Gian, là của Việt Cộng. Đây mấy ông Phan Kỳ Nhơn, ông Phan Tấn Ngưu, Trần Thanh Hiền, ông Lê Văn Sáu này kia, tại sao lại bò lên cái đài của Việt Cộng mà trả lời phỏng vấn? Mà nhưng mà trong cái này đó thì là ông Ngô Kỷ và thách thức, ok, là các ông Phan Kỳ Nhơn, Trần Thanh Hiền và ông Lê Quang Giật, ok, là những người đã từng tuyên bố rằng ông Du Miên bỏ túi 25.000 đô la. Và Ngô Kỷ còn chửi luôn, đa số cái truyền thông ở Bôn Sa này là bưng bô. Là bưng bô, bưng bô cho ai? Bưng bô cho Bùi Thế Phát. Đây rồi, ông Du Miên lên tố cáo bà Trần Thanh Hiền. Người ta đi tố cáo, người ta đi biểu tình chống Việt Phây thì bà Thanh Hiền cầm bảng chống Bùi Thế Phát. Đấy, bà Thanh Hiền tức quá lồng lộng lên, tôi sẽ đưa ông Du Miên ra tòa về tội vu khống nếu ông không xin lỗi tôi. Tôi chưa bao giờ là cầm cái bảng nào để chống ông Bùi Thế Phát hết. Theo tôi biết là cái người chống ông Bùi Thế Phát ngày hôm đó cầm bảng là bà Đina Nguyễn, luật sư Đina Nguyễn chứ không phải bà Trần Thanh Hiền. Nhưng bà Trần Thanh Hiền có cái nhóm của ông Phan Kỳ Nhơn có chống ông Bùi Thế Phát chứ không phải là không. Nhưng mà đó là ông Du Miên bị về nhiều cái tội ngày hôm đó. Tôi thấy rằng cái người mà bị rơi mặt nạ ngày hôm đó là ông Du Miên chứ không Bùi Thế Phát.
Thêm một cái điều nữa là ông Bùi Thế Phát từ xưa nay tôi nói rồi, ông hay đội hai cái mũ. Ông ra hội đồng thành phố thì ông đội cái mũ là nghị viên, nhưng mà ông ra cộng đồng thì ông lại đội cái mũ cộng đồng. Tôi hỏi ông Phát là ông đội một trong hai cái mũ thôi. Đấy, bây giờ ông đã nhiều khi cái đó ông sẽ conflict. Ngày nào mà thành phố chấp thuận những cái gì mà bất lợi cho cộng đồng thì ông vote như thế nào? Rõ ràng rồi. Cái vụ mà cái là vote cho cái Trung Quốc nhà thầu Thượng Hải nó được xây dựng, đó là chống lại ý muốn của cộng đồng đó, tại vì cộng đồng không chấp nhận Trung Quốc mà. Thế giờ ông vote như vậy thì ông chống lại cộng đồng thì ông đội cái mũ của hội đồng thành phố. Mà lần này đó là cộng đồng họ truất phế ông Bùi Thế Phát, cũng sẽ ảnh hưởng tới cái phiếu bầu của ông Bùi Thế Phát năm 2018 đắc cử tới đây. Bởi vì ông sẽ bị bầu lại. Ông bầu lại chưa chắc ông sẽ được đắc cử lần này. Bởi vì có rất nhiều thế lực đang muốn ngâm nghe cái ghế đó. Và kỳ này nó sẽ ra nhiều. Cũng giống như ở hội đồng thành phố Westminster. Ông Phạm Kim Long ra ứng cử rồi, bác biết không? Nộp đơn ứng cử với đơn vị 72. Ông Phạm Kim Long ra từ xưa nay ông có nổi tiếng là chuyên viên thất cử. Nổi tiếng, không bao giờ ông đắc cử hết. Có một lần ông được đi vào ủy viên giáo dục của quận Cam này. Lý do là tại vì không có người ra ứng cử. Có mời nhiều ông nộp đơn thì đương nhiên ông được đắc cử. Ông có một phiếu cũng đắc cử nữa. Nhưng mà lần này ông ra, tại sao ông ra? Ông Phạm Kim Long chuyên môn ra ứng cử để phá phiếu của người Việt Nam. Có nghĩa rằng ông Alan Lowenthal sẽ thắng rất là dễ dàng với ông Diệp Minh Trường. Bởi vì ông Diệp Minh Trường sẽ bị chia phiếu của ông Phạm Kim Long. Mời bác có ý kiến gì mời bác? Tôi còn nhiều phân tích, thêm phân tích lắm. Dạ vâng. Thành ra tôi thấy rằng, thế này, bây giờ tôi mới biết, tôi cũng rất lấy làm ngạc nhiên là lúc nào ông ấy cũng có mặt và lúc nào ông cũng thất cử. Tôi không ngờ rằng đã có một lần ông ấy đắc cử vì có một ông ấy ứng cử có một mình ông ấy là ủy viên giáo dục. Thế thì nhưng mà với cái mặt dày như vậy thì tôi nghĩ rằng ông ấy chia phiếu cũng chẳng được bao nhiêu. Cũng ảnh hưởng lắm bác ơi. Không được bao nhiêu nhưng ảnh hưởng. Lần nào ông ra đó cũng là lần trước này ông cái chồng bà Dina Nguyễn nó cũng bị ảnh hưởng đấy, bị tới mấy ngàn phiếu luôn đấy. Dạ vâng, đấy ảnh hưởng lắm. Đấy, đấy ông là chưa bao giờ đắc cử hết, nhưng mà lần nào ông ra cũng nguy hiểm lắm. Dạ. Nguy hiểm lắm, tại vì bây giờ chỉ cần mấy chục lá phiếu thôi. Bà Giang Anh Nguyễn thắng cái ông luật sư Nguyễn Quang Trung có mấy chục phiếu à? Đấy, 7 phiếu à, chứ không phải mấy chục phiếu, nó từ ba mấy phiếu, nhưng mà rốt cục recount lại, đếm lại nó thì lại hóa ra chỉ có 7 phiếu thôi. 7 phiếu hơn ông Nguyễn Quang Trung mà đắc cử. Đấy, rất là nguy hiểm bác. Thì kỳ này là ông Diệp Minh Trường là hơi mệt á, Phạm Kim Long ra ứng cử là hơi mệt. Đấy. Thì ông Ngô Kỷ ông nói trên đài của Việt Cộng rồi, nửa bóng trái đất này mà vui lắm được bạn. Ông bữa nay ông đeo cái cà vạt mà theo tôi nghĩ rằng á, xin lỗi quý vị á, cái cà vạt nó giống như cái cà vạt mà hôm mà tôi mang lại trên Việt Weekly, tôi mang khoảng chừng mười mấy cái cà vạt, tôi bảo thôi bây giờ tôi không có mặc cà vạt nữa, tôi cứ thoải mái như này thôi. Thì ai lấy thì một trong những cái cà vạt mà ông Ngô Kỷ đang đeo bây giờ đó, trong cái buổi phỏng vấn với lại nói cái chuyện này ra nó hơi buồn cười. Tôi đã từng đeo, quý vị nhìn lại cái video mà tôi với anh Nguyễn Thế Phượng phỏng vấn anh Phượng ở dưới nhà anh Phượng đó, cũng giống như nhau. Thì ông Ngô Kỷ có thể là ông có cà vạt ông mua nó giống như cái của tôi thôi, nhưng cũng có thể đó là cái mà tôi mang lại Việt Weekly. Nhưng mà ông cái lời giới thiệu của cái MC đó vui tức cười lắm. Rất là một dịp tình cờ gặp ông Ngô Kỷ ở trong cái quán cà phê này, chúng tôi làm cuộc phỏng vấn. Tôi nói là ông Ngô Kỷ thường thường lên trên đài, và nhất là ở ra quán cà phê không bao giờ Ngô Kỷ đeo cà vạt hết. Mà ngày hôm nay ông rất là trịnh trọng đeo cà vạt này kia và đi vừa uống cà phê nữa. Đeo cà vạt để đi uống cà phê là được lên trên đài thành ra thì không thể nào tình cờ được. Mà đây là phải là cố tình làm đẹp, mặc áo xanh trong đeo cà vạt xanh thì không thể là tình cờ được. Nhưng mà ông Ngô Kỷ nói rằng là
Bùi Thế Phát ngồi với lại Phạm Quang Vinh là ngồi với Việt Cộng. Thì bây giờ ông lại lên trên đài mà người ta nói rằng cái đài đó cũng là đài của Việt dân. Thì sao? Thì cái chuyện đó là chúng tôi cũng không đặt vấn đề, nhưng mà vấn đề quan trọng nhất, ông Phan Kỳ Nhơn là người nhổ và liếm. Bữa trước ông bao che cho ông Bùi Thế Phát. Bùi Thế Phát đưa ông Phan Kỳ Nhơn lên làm chủ tịch hội đồng thường vụ, một cái chức vụ không có trong cộng đồng. Để rồi ông bịt miệng, ông nói rằng ông Bùi Thế Phát đi vào gặp ông Phạm Quang Vinh là do chỉ thị của ông ấy. Thì trong phiên họp ngày thứ bảy vừa rồi, ông lại nói rằng tự ý ông Bùi Thế Phát đi gặp Việt Cộng chứ không phải là do chỉ thị của ông ấy. Tức là cũng là ông Phan Kỳ Nhơn nghĩa là lật lọng thôi. Thì cái vấn đề mà cái ông Phan Kỳ Nhơn nói rằng á, cái ngày 11 tháng 4 vừa rồi ông Bùi Thế Phát ra một cái thông cáo. Thứ nhất là tập trung tổ chức ngày 30 tháng 4. Thứ hai, tạm thời ngưng tổ chức bầu cử cộng đồng, có nghĩa là dẹp ông Phan Kỳ Nhơn đi. Nhưng Phan Kỳ Nhơn ngày hôm qua ông tuyên bố cũng hay lắm. Ok, tôi từ chức này. Rồi quý vị nào ra thay thế tôi, ông giơ tay lên tôi. Mình sẽ tổ chức cái đại hội cộng đồng. Rồi để bầu cái người mới. Không ai giơ tay hết. Ông Phan Kỳ Nhơn ông nói câu hơi sai cái chỗ này. Tổ chức đại hội cộng đồng là cơ quan cao nhất có quyền thẩm định. Thì tôi nói là cái đấy như vậy thì ông làm bầu cái ban đại diện cộng đồng ra làm gì nữa. Thì bầu luôn cái tổ chức đại hội cộng đồng luôn đi làm gì. Thì ông nói là cái đại hội cộng đồng của ông có quyền, nghĩa là chất phế ông Bùi Thế Phát. Ý của ông nói như vậy. Thì tôi nghĩ rằng các vị nói rằng cộng sản độc tài mà hình như là các ông các bà trong đó lại còn độc tài hơn là cả con người ta nữa, thì các ông tranh đấu cái gì đây? Thì cái vấn đề thứ hai nữa, bác có biết ông Hồ Văn Trinh không? Vâng, có. Để xưa ông ấy là tổ chức của Việt Nam Cộng Hòa Foundation ấy. Đấy. Thì có một lần ông đưa cho ông bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh là chủ tịch cộng đồng Los Angeles chạy về làm chủ tịch của cái Việt Nam Cộng Hòa Foundation. Chẳng biết ông Vinh ông làm thế nào, tiền bạc thì bay hết, rồi lại mất luôn cả cái license hoạt động. Bây giờ Hồ Văn Trinh mới lại làm lại. Mà ông này, ông Hồ Văn Trinh này, ông hốc nhiều lắm. Hồi xưa ông dùng cả ông Nguyễn Ba Cẩn là thủ tướng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa làm chủ tịch nhớ này kia. Rồi ông cứ đòi đưa Việt Cộng ra tòa án quốc tế là hay về này kia. Bây giờ ông lại nói là tổ chức tái lập Việt Nam Cộng Hòa. Mà ông đã từng làm 3 lần rồi không xong, bây giờ ông lại tái lập. Và ông lại mời người ta tới để mà một cái buổi bữa ăn để rồi gây quỹ. Thì đấy rõ ràng là cái vấn đề đó. Đi kiếm tiền nữa. Thành ra cũng lại phải bắt mặt xem là ông ấy khỏe bao nhiêu. Đã cần vào nhà thương chưa hay là có thể xuất viện rồi. Câu này cái vấn đề mà đưa cái Việt Cộng ra tòa án quân sự đó, ra tòa án quốc tế thì nhiều người đã làm rồi. Dương Đại Hải cũng làm, Nguyễn Hữu Chánh cũng làm rồi. Đào Minh Quân cũng làm, chưa có ai thành công hết. Mà cái giờ với Hồ Văn Trinh thì bây giờ nó thì là cái người mới bây giờ là hoàn toàn là ông tội nghiệp lắm. Ông thấy đi ngoài đường và đi đôi dép cũng giống như Nguyễn Hữu Chánh đi vào trong cái tiệm Target cũng đi một đôi dép Nhật. Đấy. Thì mà chị hỏi chứ là làm sao mà bây giờ đấy, chắc là không có thuốc nào mà chữa nổi cho mấy ông này nữa. Thì ông Hồ Văn Trinh bây giờ lại chắc là túng tiền, đói tiền. Không biết tại sao đói, như vợ là nha sĩ nhé. Mà tại sao lại đói được thì tôi cũng không hiểu nữa. Thì bây giờ đó thì ông đòi lập lại cái tái lập Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ tái lập Việt Nam Cộng Hòa theo nguyên tắc là phải một cái chính phủ lưu vong. Chính phủ lưu vong bây giờ đã từ ông Dương Văn Minh cho tới ông Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Ba Cẩn. Bây giờ chết hết rồi, bây giờ lấy ai mà để mà gọi là làm bây giờ. Chỉ tội cái là bây giờ khổ cái là mà bữa nào mà tòa án nó tuyên bố thắng rồi các ông leo máy bay đi về bên Việt Nam để mà tiếp thu nó. Thì cái khi cửa máy bay mở ra thì không ông nào sống hết, tại vì các ông đánh nhau để giành nhau trước khi xuống máy bay. Vâng, đấy này, hồi trước là tôi thấy thì là
Việt Weekly, anh ấy bảo là anh viết cái bài đó. Vâng, vâng, tôi viết cái bài đó. Cái bài, bài đều đó. Đó là... Đấy, thì cái vụ Việt Face sắp chuẩn bị biểu tình nữa ngày 21 này thưa bác, tuần tới, thứ bảy tuần tới. Thì bác có gặp anh Tô Văn Lai không? Có nói chuyện với Tô Văn Lai hay là nghe nghe ngóng ở ngoài cà phê như là bữa trước bác có ngồi với Hoàng ấy. Hoàng ở ngoài viện cà phê nó có gọi điện thoại nói chuyện với tôi. Và... tôi là bênh đàng hoàng cho cái vụ mà bà Hồng Vân đấy. Ừ. Đấy, đấy. Cái hôm mà nó bị chút xíu nó bị đánh ở chỗ quán cà phê Factory đấy. Hai người đánh nó trong cái sau này tôi tìm ra được cái người đánh nó, tôi có nói tên nó, cái xong nó bảo thôi chắc bỏ qua. Thế nhưng mà đó thì tôi bênh đàng hoàng, tôi bảo vệ nó thành như vậy, với nó thằng Hoàng nó bất quý rồi lắm. Nó bảo em biết là cộng đồng không thích anh, ngồi với anh thì có những chuyện, nhưng mà lúc nào em cũng, anh cần gì thì anh cứ việc nói. Nó bảo tôi không cần ai bảo vệ hết, nhưng mà chính tôi bảo vệ cho cậu đấy. Vậy là cái chuyện mà toàn thể ở hải ngoại này cũng vất vả, nhưng cũng phải có võ nhỉ? Ừ, võ, dạ. Mà Nguyễn Quang Hùng chỉ có võ mồm thôi mà thiên hạ không làm gì được các bác. Bởi vì thưa quý khán giả, cái sức mạnh truyền thông nó ở chỗ đó, nhưng mà phải làm đúng thì nó mới có sức mạnh, còn nếu mà làm sai mà như cái ông Vy Anh với lại thằng anh này kia thì thôi bỏ đi chỗ khác nhập. Mà kỳ này nha, báo Người Việt không đăng gì cái vấn đề hoạt động cộng đồng nữa, cái buổi họp ngay đó không, báo Người Việt không đăng. Thế ông Nguyễn Viết Hưng ông nói rất đúng, ông nói chúng tôi ngồi đây 2-3 tiếng đồng hồ, chúng tôi làm truyền thông này, chúng tôi sinh hoạt cộng đồng, chúng tôi phải thông báo cho nghe cộng đồng. Mà bây giờ chúng tôi tới đây và quý vị cãi nhau như mổ bò này, bây giờ chúng tôi loan tin gì? Loan tin quý vị đang chửi nhau đây hay là loan tin gì? Thế nếu không tới thì quý vị bảo là truyền thông thì không có tiếp tay. Mà bây giờ chúng tôi tới và quý vị cãi nhau như thế này thì hỏi chúng tôi loan tin cái gì ra? Hoan hô Nguyễn Văn Hưng một câu. Nguyễn Văn Hưng nhớ rằng là chưa bao giờ Nguyễn Văn Hùng mà chê Nguyễn Văn Hưng, mà em gặp anh ngoài đường hai mình vẫn cứ bắt tay như thường, đúng không? Thì cái, nhưng mà cái phần cuối á, chương trình nó hay lắm. Có một bà lên nói, trưởng bà nói gì, người ta đang nói cái chuyện mà đã bầu cử cộng đồng, bà nói rằng cái thằng phó thị trưởng Diệp Minh Trường tay là Diệp đó, quý vị phải lên án gấp, không thôi là sắp sửa tháng 6 này sắp sửa bầu rồi. Làm cái gì, làm cái này, bây giờ Diệp Minh Trường cũng hơi mệt. Thì hai người mệt ở đây tôi thấy rằng là Bùi Thế Phát và ông Diệp Minh Trường. Thì cái chuyện đó chúng tôi sẽ có một cái buổi nói chuyện riêng về hai cái ông này. Nhưng mà riêng cái vấn đề mà ông Du Miên á, chúng tôi yêu cầu một lời trả lời của ông Du Miên về cái lời Ngô Kỳ nói. Ngô Kỳ còn nói rõ ràng đó, ba người nói, Phan Kỳ Nhơn, Trần Thanh Hiền và Lê Quang Giật, nói Du Miên biển thủ 25.000 tiền xây dựng tượng đài Trần Hưng Đạo. Bác còn cái gì để chia sẻ không? Bây giờ thì có những cái mình nói chuyện về Việt Nam. Cái chuyện Việt Nam bây giờ chuyện nóng nhất là bây giờ chuyện thanh trừng tham nhũng. Có điều đây chúng tôi chỉ nói rằng cái vấn đề đây là hầu hết những người bị mang ra thanh trừng đều là nguyên tức là cựu, chứ không phải là có một người nào đang có những chức vụ hiện tại mà bị. Nhưng mà hai cái vụ mà bác vẽ, cái vụ mà nặng nhất là cái vụ mà ông ngày 17 tháng 4 ở Việt Nam, tức là bây giờ là mình á, lúc Bộ Công an thông tin đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Minh, sinh năm 1955, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khoảng giai đoạn 2006 và 2011, và ông Văn Hữu Chiến, sinh năm 1954, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014, về các hành vi và vi phạm
quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai. Và hai ông này lại có dính dáng tới với ông cái vụ ông Vũ Nhôm. Đấy. Và cái vụ ông Vũ Nhôm thì nó lại liên quan tới một cái vụ nữa mà lúc nãy hình như là chúng tôi có là ông Phan Hữu Tuấn, trung tướng tổng cục phó tổng cục công an, thì cũng có liên quan tới vụ Vũ Nhôm. Thì bác thấy sao? Tôi thấy có thể là họ làm thật củi tươi củi gì đó cả củi cười cũng phải đo mang vào trong lò. Vâng, và nó có hơi lạ đó, hơi lạ là kể cả những người đã chết rồi. Kể cả những người đã chết rồi thì tôi chắc rằng thì là định moi móc con cái người ta với lại để xem rằng lấy lại được bao nhiêu tiền đó. Thì bác nói là ở bên quân đội đó, bên quân đội nhân dân đó, hồi cho họ rất là nghiêm. Những người mà vi phạm dù đã chết rồi, họ cũng dựng lên để mà đọc bản tuyên cáo. Đấy. Thì chúng tôi không biết là cái quyết tâm của ông Nguyễn Phú Trọng nó sẽ đi xa tới cái mức nào nữa, nhưng mà bây giờ tới một thêm nữa. Lê Trương Hải Hiếu, 37 tuổi, là con trai của ông Lê Thanh Hải, nguyên bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh. Mà biết là ông Lê Thanh Hải này đó là mới vừa hết nhiệm vụ. Và cái lỗi của ông Lê Trương Hải Hiếu này thì nó cũng không có nặng lắm. Nó về vấn đề đạo đức nhiều hơn. Thì ông chỉ bị kỷ luật. Thì cái để sửa chữa cái sai phạm chứ không đến nỗi bị tù như kiểu mà ông Đinh La Thăng. Nghe nói ông Đinh La Thăng đang kháng án, thì cái vấn đề kháng án nó sẽ đi tới đâu thì không biết. Cái xu thế của thế giới thì tôi thấy rằng thì là cái bà tổng thống Đại Hàn này cũng đấy đó, vâng, rồi thì là cái người em thì kháng án thì bà ấy không bà ấy thì bà ấy chấp nhận, thành ra rồi mình mới nhớ lại rồi cái bà thủ tướng đẹp đẹp của Thái Lan đó cũng về cái vụ lúa gạo đó. Vâng, thì ông này là ông Phan Hữu Tuấn này là tổng cục tình báo tổng cục tình báo ở bên này. Anh Vương Nguyễn nói tôi là người trung lập là TR chứ không phải CH nhé, nhưng tôi không thích những người như vậy. Là những người như vậy là ai vậy? Là những người mà chúng tôi nói tới hay là những người mà chúng tôi bác còn gì? Thì nó có hai cái cách giải thích. Một là những cái người có mang ra xử đó thì để cho nó gác họ sang một bên, tức là họ đã có bản án rồi. Đúng rồi. À, yên tâm rồi. Dạ. À. Yên tâm cầm bản án ấy. Vâng, yên tâm cầm bản án rồi. Và mà có ngày quay lại, có ngày kêu oan ức được. Chứ còn nếu cứ để lùng bùng đó thì... tất nhiên là có bản án thì chắc là cũng phải chạy tiền thế này, chạy tiền thế kia, vân vân. Và cũng là tới đó thôi, không có tố cáo những đồng phạm nữa, những người đàn anh nữa. Thì nhiều khi đó nó cũng là, đây là một con chốt thí. Thành ra mình thấy rằng thì là cái chế độ pháp trị mà bằng tòa án đó, thì có nhiều khi mình mới thấy rằng thì là hình như là
tòa án ở Việt Nam nó cũng dân chủ không ạ? Thế vâng. Thế mới lạ chứ lại rất là dân chủ đấy. Hay bữa hôm là nó giữ cái xử ông Nguyễn Văn Túc chẳng hạn, ông Túc tòa án còn nói là ông là một cựu chiến binh 4 năm phục vụ tại chiến trường Campuchia. Bây giờ chúng tôi cho ông một cái cơ hội đấy, là cái bằng khen của nhà nước như thế này, anh hùng lao động gì đó đại kia đại khái, thì ông có thể dùng nói lên những cái điều này để mà được một cái sự khoan hồng. Trả lời không, tôi không cần chấp nhận cái bản án. Thế nhưng cái anh Túc đó, anh cũng là anh hùng, mà cái Viện Kiểm sát Nhân dân, cái tòa án họ cũng rất là tự do đấy. Chứ không phải là cái người có công chúng tôi vẫn luôn luôn nâng đỡ cái người có công. Vâng, còn cái vụ ông Donald Trump. Ông Donald Trump thì bác biết rồi. Ông mới đưa cái văn phòng ông, luật sư riêng của ông, tức là Michael Cohen, bị xâm nhập. Hình như tuần trước mình đã nói rằng bác có ý kiến về cái vụ xâm nhập như vậy không? Nhưng mà ngày hôm qua ông Donald Trump đã yêu cầu hủy bỏ, không phải hủy bỏ mà nó xài chữ lọc, tức là screen ấy, bớt những cái tin tức có liên quan trong những cái tài liệu mà họ tịch thu được ông Michael Cohen. Nhưng mà ông tránh án nói rằng không, để ý nguyên. Chúng tôi hy vọng rằng trong vài ngày nữa chúng ta sẽ biết được những cái chi tiết là chi tiết nào. Mà thì bây giờ lại dính vào thêm một cái nữa, cái anh bạn thân của ông ấy là cái ông là làm trong đài Fox News cũng lại bị dính vào. Nếu mà mình không còn những cái gì nữa thì chắc là chúng ta chia tay ở đây thưa bác. Vâng, thì cái mà anh nói cái cravat đó thì ông Donald Trump đó thì tôi thích ông này. Dù là ông ấy có mệnh hệ nào chăng nữa, và ông ấy thì bây giờ được các cái báo chí bao giờ nó cũng vẽ cái tóc của ông ấy gió thổi sang bên này, và cái cravat của ông ấy cũng là cravat một màu, cũng văng sang một bên, một là đỏ, hai là xanh. Cái nguyên tắc mà đời xưa đó thì không ai đeo cái cravat như vậy hết. Cái cravat mà Ngô Kỷ đeo đó thì là đấy là bây giờ là cái mốt của nước Mỹ, chứ không phải là mốt của Tây. Vâng, thưa Tú Phạm, là chúng tôi không có nói về tướng Vĩnh, chúng tôi đang nói về cái vụ tướng Cà Tuấn mà có liên quan tới vấn đề ông Vũ Nhôm thôi. Còn cái vụ tướng Vĩnh là xong rồi, qua rồi, đã nha. Cái ngày hôm qua là tướng Tuấn bị khám nhà và ông không có nhà luôn. Lúc bị khám tối hôm qua, lúc mà cảnh sát tới nhà để khám, ông cũng không có nhà. Tất cả những cái gì chúng tôi nói đây đã có trên bản tin của KBC Hải Ngoại rồi. Chúng tôi chỉ nói chuyện ở đây mà thôi. Vâng, thì có lẽ nếu mà không có gì thì mời bác gửi lời chào khán giả KBC Hải Ngoại. Vâng, thì đúng rồi, hôm nay thì cũng một cái ngày cũng nắng đẹp trời và ngày có gió. Người ta cứ nói rằng thì là mấy người quen tôi thì cứ nói rằng thì là cái ngày này năm xưa đó, cái ngày này năm xưa đó là gần 30 tháng 4, cái ngày 17 này đó, thì 17 tháng 4 này thì là cái mặt trận ở Việt Nam nó tới đâu có chúng. Bác tuần tới mình bác soạn cái, hình như là cái bữa trước thì chúng tôi cũng nói sơ qua rồi cái trận đánh cuối cùng ở Xuân Lộc ấy. Thì thật sự là cái vấn đề cái trận đánh cuối cùng ở Xuân Lộc á, mấy ông ở đây hãnh diện nói là của chiến thắng cuối cùng. Thì thôi, chiến thắng thì cũng một chiến thắng, tại sao mình qua đây thì cái chuyện đó chúng tôi nói rồi. Nhưng mà đó, mình thật sự trận Xuân Lộc là cái trận mình bị người Mỹ lợi dụng cái giờ phút cuối cùng, tức là làm sao dùng cái Xuân Lộc để chặn cái bước tiến của quân đội miền Bắc, để cho người Mỹ còn lại thoát ra khỏi Việt Nam.
Bởi vì sức tiến quân của miền Bắc quá nhanh, nhanh đến mức không ngờ, ngay cả những người mà gọi là bộ đội họ đi vào họ cũng không ngờ họ được đi nhanh như vậy. Nhanh đến nỗi mà khi cái một cái tôi không nhớ là trung đoàn mấy phải ở miền Trung, ở chỗ Bình Thuận gì đó, đi ra ngoài tàu để chạy vào trong Sài Gòn để kịp tiếp thu. Tại vì cái họ chiến tranh quá nhanh, họ dùng cái trận đánh Xuân Lộc đó để chặn cái bước tiến của quân quân miền Bắc, và mặt trận Xuân Lộc bị bể, tức là không có chặn nổi đó, thì họ dùng hai cái bom Sibiu. Vâng, hai cái bom Sibiu đó giết biết bao nhiêu quân miền Bắc và quân miền Nam. Chúng ta bị lợi dụng cho tới cái giờ phút thứ 25 vẫn còn bị người Mỹ sử dụng để anh em chúng ta nằm chết để cho người Mỹ được di tản một cách êm thấm. Ông thành ra thưa anh, đấy mới là cái mà thỏa thuận ngầm với nhau. Dạ vâng. À, thỏa thuận ngầm với nhau chứ mình thỏa thuận ngầm với nhau rằng thì là để cho người Mỹ rút cho tới mức cuối cùng, người lính Mỹ cuối cùng. À, thế thì và người Mỹ họ cũng có đề phòng rằng nhỡ nhà cầm quyền Việt Nam bội ước thừa thắng xông lên, cho nên họ mới cảnh cáo bằng hai cái trái CBU. Tôi có gặp mấy cái anh bạn không quân mà anh ấy là một trong những người mà cũng tham gia vào cái chuyện mà chụp cái trái bom CBU lên. Dạ, vâng. Và trái bom CBU đó nó đặc biệt là Việt Nam có, nhưng mà nếu mà không có ngòi, vâng, đó, thì là không có nổ được. Thì người Mỹ đồng ý để cho nổ, thì tại sao họ không cho nổ 5 trái, 6 trái này kia để nghĩa là quân đội miền Bắc tan tành đi. Thế mà họ chỉ cho nổ 2 trái thôi là vừa đủ để chặn cái bước tiến của quân đội miền Bắc, để cho người Mỹ được quyền rút ra khỏi Việt Nam. Vâng. Chính ông Martin, Graham Martin, ông còn chần chừ cơ mà. Đúng. Ông chần chừ, ông chưa chịu đi. Thế tới lúc mà ông General Ford ra lệnh đi gấp, đi ngay làm lập tức, thì lúc đó ông chỉ cuốn cái lá cờ vào trong cái cặp táp của ông, còn loài cả lá cờ ra ngoài nhảy lên máy bay trực thăng. Và ông ấy là một trong những người mà, tại vì là những người mà sống ở Việt Nam đó, thì giao dịch với nhiều chính khách Việt Nam lắm. Nó đã có nhiều cái lúc di tản đó, có nhiều hứa hẹn. Tới giờ này đó, ông ấy đi thì ông ấy cũng hơi tiếc, hơi thương những các cái người đã cộng tác với nước Mỹ. Đấy là do đó mà ông ấy cứ chần chừ. Cho nên được quyết định cuối cùng đó là mới cho coi như là thủy quân lục chiến tới mà áp tải ông ấy đi. Thưa thành ra nhân đấy mình mới nói chuyện cái CBU này cũng giống như là cái vụ Algeria đó. Cũng lại có cái thỏa thuận ngầm để mà không bắn vào những nơi có người Nga. Đấy, cái vụ Syria. Vâng, nó hết sức là chính xác. Dạ vâng. Đó là nó bỏ bom nhưng mà không bắn, thành ra ông tổng thống Assad mới đi vào trong trốn ở trong cái chỗ căn cứ của Nga. Thì tất cả thưa quý khán giả là bây giờ thì nói lại cái chuyện cũ thì nó cũng không có vui gì, nhưng mà mình cần phải nói cái sự thật để cho mọi người nhìn thấy rằng những người mà anh em quân đội mình á, đừng có hãnh diện về cái trận đánh cuối cùng gọi là trận đánh Xuân Lộc, là chiến thắng cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà chúng ta đã bị lợi dụng cái chết và xương máu của anh ta để làm lót đường, chặn cái bước tiến của quân miền Bắc tiến quá nhanh để cho người trong cả đại sứ Mỹ cũng như là những người mà thân nhân của Mỹ này kia họ kịp di tản ra khỏi Việt Nam. Và hai người lính Mỹ cuối cùng chết, thủy quân lục chiến Mỹ chết là sau khi mà bị pháo kích vào ngày 28. Tôi đi ngày 27, mà máy bay kế tôi đó là bị trúng đạn lúc mà đang chạy ở chỗ phi đạo, sắp sửa cất cánh lên thì bị trúng cái đạn pháo đứt làm đôi. Tất cả người trong nhà đều nghĩ rằng tôi là người bị chết, tại vì trước đó tôi đã gọi điện thoại báo về nhà biết rằng là tôi chuẩn bị lên máy bay đi.
Thì cảm ơn tất cả các quý vị. Và ngày hôm nay á, chúng tôi không ngờ con số người vào coi rất là đông, đông nhất trong từ xưa đến nay. Và chúng tôi cũng đã bị một vài những cái phản ứng của những người nói hơi tiêu cực và lại dùng những cái văn hóa rất là vô văn hóa. Thì chúng tôi không có buồn. Và chúng tôi nghĩ rằng á, chúng tôi đã nói đúng tim đen của quý vị, nói đúng sự thật nên quý vị không thích. Thành ra không thì anh cảm ơn thì anh phải cảm ơn hết, tức là người ta cũng đã theo dõi nhiều. Vâng. Thì không thiếu gì những các cái tôi thích nhất là trong bây giờ nó có một cái ông nó gọi là Trần Ngơ đó. Ông Trần Ngơ, cựu chiến binh nhỉ? Ông Trần Ngơ đó thì đấy những các cái mà đi vào mà phê bình đó, đây là một trong những các cái loại Trần Ngơ. Dạ, đúng không ạ? Dạ vâng. Thành ra nhiều khi ông không theo dõi chỗ này chỗ kia đó nhưng mà nó vui. Dạ vâng. Cái thuốc cho ông Trần Ngơ đi về, nó có cái thuốc gọi là thuốc Trần Ngu đó các bác. Đúng. Chứ còn cái chuyện mà ném bom CPU mới gì nó không có điều gì để mà oán trách hay đã đánh dấu hay là chê chiếc gì cả. Cái vấn đề là chiến tranh thì người ta có những cái thỏa thuận mà người ta có những đề phòng rằng nhỡ cái thằng nào nó vi phạm không. Vâng, chữa bệnh ngơ thì có cái thuốc gọi là Trần Ngu mà. Vâng. Chúng tôi xin hẹn quý vị lần tới và hy vọng rằng bác Phương sức khỏe bác dồi dào thì trở lại với lại các anh em. Còn nếu mà anh Song Phạm bữa thứ sáu nào anh Song Phạm có thể lên được thông báo sớm để bác Cường chuẩn bị để chúng ta gặp nhau nói vào ngày thứ sáu, thì chúng tôi vẫn giữ ngày thứ ba này nhưng mà ngày thứ sáu sẽ là ngày bonus. Trong trường hợp mà anh Song Phạm rảnh thì chúng ta sẽ mở thêm ngày thứ sáu nữa, tức là ngày có thêm là coi như tuần nó sẽ có thêm hai buổi nói chuyện. Tại vì lý do chúng tôi chọn ngày thứ ba nó thì đối với bác Cường với tôi thì lúc nào cũng được hết, nhưng mà chọn ngày thứ ba là ngày ít bị bận rộn, ít bị bận rộn. Chứ ngày thứ sáu thỉnh thoảng á chúng tôi cũng bị mắc kẹt như là đám phân ưu hay là đám ma hay là đám cưới này, thì có những công việc làm. Vâng, chúng tôi sẽ có tin vui cho quý vị ngày thứ sáu cuối tháng này, ngày 27 tháng 4, mà chúng tôi không loan báo trước nhưng mà sẽ báo cho quý vị biết. Đó là một cái tin hy vọng rằng sẽ là một cái tin mà thêm một trái bom nổ trong cái cộng đồng này. Kính chào quý vị. Vâng, xin chào tất cả quý vị.